Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Thì hôm nay là bước sang tháng mới, tháng 11 2023 rồi. Nên video này Nam sẽ cập nhật giá xe Full Trailer 2023, chương trình trả góp và chương trình khuyến mãi của dòng xe này. Anh chị nào mà đang quan tâm cái dòng xe Full Trailer 2023 này á thì cùng tham khảo nha. Thì khi mà Nam nói xe Full Trailer anh chị thì có một số anh chị khách hàng không biết xe Full Trailer là xe gì. Tại vì chiếc xe Full Trailer 2023 này nè, sử dụng công nghệ đèn pha phía trước là đèn LED, nên mình gọi là Full Trailer để cho chúng ta dễ phân biệt với những cái mẫu xe đời trước thôi. Đây chỉ là cái cách gọi để chúng ta nói cho dễ hình dung, dễ hiểu nha anh chị. Nam nói như thế nào mà anh chị nghe, các anh chị hình dung được chiếc xe nó là như thế nào. Chứ đúng tên gọi của nhà máy á, thì chiếc xe này là Full Trailer 125 FI nha. Còn Full Trailer chỉ là cách gọi thôi nha anh chị. Rồi thì hiện tại Full Trailer 2023 bên Nam có sẵn màu đen nhám phiên bản đặc biệt nè anh chị, màu xanh nhám của phiên bản đặc biệt luôn, màu đỏ đô phiên bản cao cấp và màu trắng của phiên bản cao cấp. Tất cả đều là bánh mâm thắng địa hết nha anh chị. Thì nói chung xe này giờ nó không biết quay cho anh chị xem gì nữa, giờ chủ yếu là Nam sẽ quay cho anh chị xem lại sơ lược cái màu rồi báo giá luôn ha. Thì đầu tiên là màu trắng nè anh chị. Trắng thì nguyên bản của nhà máy là nó chỉ có trắng đen thôi nha anh chị. Rất rất nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam là có trắng đỏ không. Đây, nguyên bản của nhà máy là chỉ có duy nhất trắng đen nha anh chị, không có trắng đỏ nha. Trắng đỏ là một á, là xe quay Thái chính hãng. Hai á, là xe khu chờ này mua về hoặc là những cái chỗ bán người ta làm sẵn, người ta độ lên cái yên màu đỏ nè, cái yếm màu đỏ nè, yếm bờ cổ màu đỏ nè. Đó, thì đó là xe độ lại. Còn khi mà anh chị đi mua cái xe mà độ màu sẵn, độ màu trước á, thì anh chị lưu ý là hỏi cửa hàng là chắc ăn phải làm giấy được nha. Tại vì có một số nơi thì công an cho bấm biển, có một số nơi thì không cho bấm anh chị. Không cho bấm thì bắt buộc anh chị phải trả lại cái màu zin của nhà máy. Rồi anh chị bấm biển xong rồi anh chị mới đổi lại cái màu mới. Thì cái lúc đó thì nó rất là phiền phức ha. Nếu mà chỗ nào đảm bảo làm được cho anh chị thì anh chị hãy chọn ha. Còn nguyên bản của nhà máy màu trắng là chỉ có yên đen, bánh mâm thôi nha anh chị. Trắng này cũng không có bánh căm luôn. Rồi tiếp theo là màu đỏ nè anh chị. Đây, đỏ thì hiện tại chỉ có đỏ đậm thôi nha, không có đỏ tươi nha anh chị. Mâm đĩa luôn. Đây, yên đen, tất cả là yên đen hết nha anh chị. Cái phiên bản cao cấp thì cái tay dắt phía sau này nè là sơn màu bạc. Còn cái phiên bản đặc biệt thì cái tay dắt phía sau nó sơn màu đen ha. Tất cả đều là chỉ có một cái tem cho ốp sườn duy nhất, đó là cái tem chữ Full Trailer 3D nổi dưới số 125 thôi, chứ không còn sử dụng cái tem dán nữa nha anh chị. Đỏ đen. Rồi, thì Nam sẽ cập nhật giá luôn ha. Thì cụ thể hôm nay là ngày 6 tây tháng 11 2023 rồi. Thì hiện tại trong tháng 11 này anh chị mua xe bên Nam đang có chương trình giảm trực tiếp tiền mặt trị giá là 500 ngàn nha anh chị. Giảm trực tiếp vô giá xe cho anh chị luôn. Thì hiện tại chiếc màu trắng với chiếc màu đỏ này, bánh mâm thắng đĩa, hai màu này bên Nam đang bán ra ở mức giá là 35 triệu 400 ngàn. Đang có chương trình hỗ trợ tiền mặt 500, là còn lại là 34 triệu 900 nha anh chị. 34 triệu 900 ngàn, màu trắng và màu đỏ, bánh mâm thắng đĩa. Rồi, tiếp theo đó là phiên bản đặc biệt có hai màu xanh nhám và đen nhám, màu nhám nha anh chị. Còn hai màu này là màu sơn bóng nha. Đây, cái màu này rất là nhu nè, cái màu xanh này nè, và được rất là nhiều anh chị khách hàng lựa chọn luôn. Phun xăng điện tử có ký hiệu nè anh chị. Và quên, có một cái chia sẻ thêm với anh chị, đó là tất cả xe Full Trailer cái nắp chỗ này nè, cái nắp chắn gió này nè, cho dù là chiếc xe màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xanh gì thì đi nữa, cái nắp này cũng là màu đen hết nha anh chị. Cái nắp này nó không có cùng màu với thân xe ha, cái này là nguyên bản của nhà máy nha. Đó, cái nắp chắn gió này lúc nào nó cũng là màu đen sơn bóng hết nha. Có nhiều anh chị khách hàng hỏi là ủa sao cái này nó không màu giống như cái màu xe luôn, thì cái này là nguyên bản của nhà máy nó mặc định vậy rồi nha anh chị. Xe này chỉ có duy nhất cái đèn pha led thôi, còn lại là đèn halogen hết. Thằng này sương mù này cũng là đèn halogen luôn nè, tại vì cái khúc ở trên này á, là nhà máy nó thiết kế kiểu giả led thôi, thực chất nó có bóng nè anh chị. Bóng hết ha, chỉ có duy nhất cái đèn pha là cái đèn led thôi. Rồi màu đen nhám nè anh chị. Ở này đen nguyên con luôn đó. Anh chị nào thích màu đen thì khó có thể bỏ qua cái xe này ha. Thì lưu ý là cái Full Trailer Việt chúng ta là không có màu đen sơn bóng nha anh chị, nó chỉ có màu đen sơn nhám thôi. Ở cái mình sườn phía sau nè. Nam quay phía sau cho anh chị xem ha, cho nó rõ hơn. Rồi, hiện tại cái chiếc xe mà Full Trailer màu xanh nhám với cái màu đen nhám này bên Nam đang bán ra với mức giá là 36 triệu anh chị, giảm 500 ngàn là còn lại là 35 triệu 500 ha. 35 năm. Còn màu trắng với màu đỏ là 349 nha anh chị. Anh chị lưu ý ha, giá xe Nam báo là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Giá xe Nam báo là đã bao gồm VAT, có nghĩa là bao gồm hồ sơ gốc, là gồm có là phí xuất xưởng nè, hóa đơn nè, thuế giá trị gia tăng, nói chung là về mình chỉ nhập thêm cái thuế trước bạ với cái phí biển số nơi mình đăng ký nữa là xong nha anh chị.
Và anh chị lưu ý thì giá xe nó có thể biến động thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định ha. Ví dụ như anh chị muốn biết giá chiếc xe này tại thời điểm anh chị mua như thế nào, giá cả nó có thay đổi gì không thì anh chị vui lòng liên hệ Nam ha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Hyundai Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì nhấp vào phần mô tả video sẽ ra thông tin liên hệ bên Nam ha, có số điện thoại và địa chỉ cửa hàng đó. Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị. Phu chờ nói tiếng với cốp để đồ nè, to nhất trong tất cả các dòng xe số của Honda Việt Nam mình luôn anh chị, để được hai món bảo hiểm đội nửa đầu hoặc là một số vật dụng cơ bản khác ha. Bình xăng thì đặt dưới yên nha anh chị, tất cả xe đều là phun xăng điện tử FE ha. Phu chờ không có bình xăng con nha anh chị. Tính ra là thời điểm này mà rất là nhiều anh chị khách hàng còn đi kiếm xe bình xăng con, nhà máy đã bỏ lâu rồi anh chị không sản xuất phu chờ việc bình xăng con nữa nha. Còn về trả góp á, thì chiếc xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu tầm khoảng 8 triệu có thể lên hồ sơ trả góp được nha anh chị. 8 triệu ha, trả trước 8 triệu, số còn lại mình sẽ chia góp hàng tháng. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân, bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu ha. Nợ xấu bên Nam cũng không hỗ trợ được nha anh chị. Khung góp thì linh hoạt lắm, từ 6 tháng, 9 tháng, 12, 15, 18, 24 tháng ha. Cái này thì do anh chị chọn. Anh chị nào quan tâm á, thì liên hệ số điện thoại bên Nam hoặc là để lại số điện thoại bên Nam sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị cụ thể và chi tiết hơn ha. Một số anh chị khách hàng hỏi là Nam có chương trình không đưa trước không, trả góp mà không đưa trước á. Thì hiện tại bên công ty Nam không có chương trình đó nha anh chị. Anh chị đưa trước tối thiểu khoảng tầm khoảng 20% trở lên thì mới lên hồ sơ được. Còn nếu như anh chị đưa tổng 30% tổng giá trị xe thì chúng ta sẽ nhận luôn cả việc gốc giống như là hình thức mua tiền mặt luôn anh chị. 30% trở lên nha. Chi tiết thì anh chị cứ liên hệ Nam đi hoặc là để lại số điện thoại, Nam sẽ tư vấn cho anh chị kỹ hơn ha. Tất cả các xe này thì đều giống nhau hết, nó chỉ khác nhau cơ bản về cái màu sơn bên ngoài thôi. Tháng trước là tháng đĩa, tháng sau là tháng cơ nha anh chị, tháng cơ hết ha. Rất là nhiều anh chị khách hàng chê trời ơi xe này rè lắm, xe này hỏng im, xe này kêu, xe này ABC các thứ luôn, nhưng mà nó không hiểu tại sao càng chê nó lại càng bán được nhiều anh chị. Và thậm chí đây là một trong những dòng xe chủ lực của Honda Việt Nam mình luôn, bán rất chạy luôn anh chị. Còn anh chị nào biết lý do tại sao thì cho Nam xin cái comment ha, Nam cũng nói thật tình này cũng không biết luôn. Còn giá xe thì mỗi khu vực mỗi khác nha anh chị. Anh chị nào tham khảo giá chỗ Nam ok thì liên hệ Nam sẽ hỗ trợ ha. Còn cảm thấy giá chưa ok thì coi như xem video để tham khảo giải trí thôi nha anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Chứ mình đừng so sánh giá xe chỗ này với chỗ kia. Tại vì thị trường, thị phần khu vực này với khu vực khác có thể khác nhau anh chị, chứ không giống nhau được ha. Thì mình cảm thấy giá chỗ nào ok mình liên hệ chỗ đó thôi. Tất cả xe bên Nam bán ra đều bảo hành cho anh chị toàn quốc 3 năm hoặc 30.000 km nha anh chị. Hệ thống hết Honda toàn quốc ha. Điều kiện nào tính trước thì chúng ta sẽ tính trước. Thì phu chờ nổi tiếng với cái mức tiêu hao nhiên liệu của anh chị. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu 1,54 lít trên 100 km nha anh chị. Một lít xăng đi trung bình tầm khoảng 60-70 km ha. Thì cái này thực tế nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố nha. Ví dụ như là quãng đường chúng ta đi nè, tay ga chúng ta đi đều hay là không đều nè, tải nặng tải nhẹ nè, vân vân. Thì con số đó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Nhưng mà đa số khách hàng Nam bán xe ra, khách hàng quay trở lại kiểm tra định kỳ bảo hành xe thì phản ánh rất là tích cực ha. Hiện tại bên Nam thì có sẵn màu trắng nè, đỏ đô, xanh nhám và đen nhám, xe có sẵn nha. Và ngoài ra thì có sẵn bánh cam vừa về tới kho nữa, với lại màu xanh sơn bóng phiên bản cao cấp. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam, thời điểm anh chị mua với đầu xe có sẵn cửa hàng là sao, tại vì xe tải bên Nam chở vận chuyển chưa kịp á anh chị. Tất cả xe đều là chìa khóa cơ và mẫu này là mẫu mới nhất hiện tại của 2023 nha anh chị, chưa có xe 24 ra mắt nha anh chị, lưu ý nha. Tất cả đều là chìa khóa cơ hết và không có xe 24 nha. Khu chờ mẫu này là mẫu mới nhất rồi, chưa có mẫu nào mới hơn nữa. Khi nào có mẫu mới thì em sẽ chia sẻ với anh chị ha. Hiện tại thời điểm này khẳng định 100% đây là mẫu xe mới nhất của Honda Việt Nam, chưa có mẫu khu chờ nào mới hơn mẫu này nữa. Rồi thì đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới ra nè, cũng như là về giá xe, chương trình trả góp, chương trình khuyến mãi nè. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về những dòng xe mới cho anh chị tham khảo ha. Ví dụ như Vario vừa mới ra mắt nè, nhưng mà chưa về đại lý, nào về đại lý Nam sẽ review cho anh chị xem. Hoặc là Atmo nè, cũng ra mẫu mới 2024 mà anh chị. Cái này kiểu đại khái như là phiên bản facelift thôi, chứ không phải là thiết kế mới ha. Cái cách phối màu mới nó giống như là Alfa với thằng SH125-160 anh chị. Thì anh chị đăng ký kênh của Nam đi, có thông tin gì mới em sẽ đăng lên chia sẻ với anh chị ha. Rồi, đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.